Chào đón những người nghe mang dòng máu quỷ đỏ đã đến với kênh YouTube của fan Manchester United tại Việt Nam. Đây sẽ là nơi mang đến tất cả những thông tin nóng hổi nhất của đội bóng thân yêu. Để ủng hộ kênh, anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn. Giờ chúng ta cùng đến với những thông tin nóng hổi của câu lạc bộ trong 24 giờ qua. Maguire tiết lộ lý do giúp MU mạnh mẽ hơn trong hiệp 2 trận gặp Fulham. Quỷ đỏ đã có một màn lội ngược dòng với bàn thắng rất đẹp trong hiệp 2 của Paul Pogba, cùng với đó là cách đá tấn công ồ ạt. Và đội trưởng Harry Maguire đã tiết lộ cuộc nói chuyện của các cầu thủ MU trong giờ nghỉ giữa hai hiệp đã giúp họ chơi mạnh mẽ hơn. Maguire nói với MU TV, 10 đến 15 phút cuối cùng của trận đấu, chúng tôi phải tận dụng tốt cơ hội, chúng tôi phải phòng ngự thật tốt, chúng tôi xứng đáng với 3 điểm, chúng tôi bắt đầu trận đấu một cách cầu thả, chúng tôi phải bắt đầu trận đấu một cách tốt hơn. Chúng tôi đã khiến họ phải chịu rất nhiều áp lực và chúng tôi cảm thấy bàn thắng đang đến. Sau khi chúng tôi ghi bàn thắng ở hiệp 1 để gỡ hòa, tôi cảm thấy như chúng tôi đã chơi đúng thứ bóng đá mà mình muốn trong 10 phút cuối của hiệp 1. Thời gian nghỉ giữa hiệp, các cầu thủ đã nói với nhau rằng cần phải khởi đầu hiệp 2 thật tốt và tôi nghĩ rằng chúng tôi đã làm xuất sắc điều đó. Chúng tôi tạo ra hết cơ hội này đến cơ hội khác, trong khi hàng phòng ngự khá rảnh rang thì tuyến trên tạo ra cho bạn cảm giác như họ sắp đưa bóng vào lưới đến nơi. Paul có lẽ đã ghi bàn ở cơ hội khó nhất mà chúng tôi tạo ra, nhưng nó cho thấy anh ấy là một cầu thủ tài năng và điều kỳ diệu mà anh ấy có thể tạo ra trong mọi trận đấu. Thật tuyệt khi có được điểm số để dẫn đầu, nhưng còn một chặng đường dài phía trước và có rất nhiều điều chúng tôi cần phải cải thiện để giữ vững vị trí đó. Lý do khiến MU khởi đầu chậm chạp trước Fulham. Quy định giãn cách ở London khiến Man United chỉ ở trong khách sạn trong buổi sáng trước trận gặp Fulham tại Hoàng Anh hôm 20 tháng 1. Không được tập làm quen sân, cũng như làm nóng giúp cơ thể thoát khỏi sức ỉ đã khiến các cầu thủ MU nhập cuộc không tốt trên sân động Craven Cottage. Khi hàng phòng ngự chưa chậm chạp, còn hàng công cũng mất cảm giác bóng cũng như không gian. Điều đó dẫn đến việc Fulham có được rất nhiều bóng để tổ chức tấn công cũng như chơi phòng ngự khá thành thơi. Nhưng khi MU bắt đầu nóng máy và làm quen được với mặt sân, thì chúng ta đều biết kết quả đã là chiến thắng 2-1 cho MU. Pogba muốn MU kiêu ngạo theo cách của mình. Manchester United đã dẫn đầu Premier League ở giai đoạn giữa mùa giải lần đầu tiên sau 8 năm, nhưng Paul Pogba biết rõ rủi ro của sự tự mãn. United là đội bóng đầu tiên của Premier League mùa giải này đạt 40 điểm và cũng đã làm được cột mốc đó trong 8 trận ít hơn mùa giải trước. Nhưng Paul Pogba không hề ảo tưởng về chức vô địch khi biết rằng đội có rất nhiều việc vẫn cần phải làm từ nay đến tháng 5 nếu muốn dâng cao danh hiệu. Pogba nói chuyện trang chủ của câu lạc bộ, chắc chắn nó tốt hơn. Chúng tôi thực sự hài lòng với những gì đang xảy ra, nhưng chúng tôi muốn điều này tiếp diễn đến cuối mùa. Chúng tôi muốn đội ngày càng chơi tốt hơn nữa, không bao giờ là đủ. Chúng ta vẫn còn xa chiếc cúp. Đây là Premier League, nó sẽ không dễ dàng. Lên đỉnh bảng xếp hạng đã khó, ở lại đó còn khó hơn. Chúng tôi biết mình phải tập trung và tiếp tục làm việc, tiếp tục chơi, tiếp tục cống hiến và tin tưởng vào bản thân. Không phải kiêu ngạo, nhưng hãy kiêu ngạo theo cách đó. Vâng, chúng ta đang tự hào khi là số 1. Nhưng chúng ta chưa vô địch. Chúng tôi chưa có gì cả, bạn biết không? Vì vậy, chúng tôi phải tiếp tục làm việc. Điều khoản bí mật giúp Solskjaer được dẫn dắt MU. Ole Gunnar Solskjaer đã kiên nhẫn học hỏi khi làm huấn luyện viên đội dự bị của Manchester United, sau đó đến Modo. Huấn luyện viên người Na Uy cũng đã thất bại thảm hại tại Cardiff City. Bất chấp thất bại, anh ấy không bao giờ từ bỏ giấc mơ Manchester United của mình. Chính vì niềm tin đó, cuối cùng đã trở thành hiện thực. Khi trở lại Modo, Solskjaer khăng khăng yêu cầu điều khoản cho phép ông quay lại MU nếu câu lạc bộ cũ gọi. Vào thời điểm thỏa thuận được ký kết, điều đó dường như khó xảy ra. Tuy nhiên, việc sa thải Mourinho đã tạo cơ hội lớn cho Solskjaer và Modo không thể cản đường của ông. Ole nói trên trang chủ của United, tôi đến Cardiff vì tôi nghĩ rằng đó là nền tảng để tôi làm tốt với họ và sau đó gây ấn tượng với mọi người ở Manchester. Nhưng mọi chuyện không thành công và tôi quay lại Modder. Khi tôi ký hợp đồng mới ở đó, tôi luôn nói với họ rằng trong hợp đồng của mình phải có điều khoản cho tôi có thể tự do ra đi nếu MU gọi tôi trở về. Lúc ấy, nhiều người nói tôi vụng về và ngây thơ hoặc ngu ngốc đến mức vẫn tin vào điều đó. Đó là điều đương nhiên, nhất là sau những gì tôi đã làm với Cardiff. Nhưng dù sao, tôi vẫn quyết ký điều đó vào điều khoản hợp đồng của mình. Sau đó, khi Solskjaer gọi đến, Solskjaer có một cuộc điện thoại quan trọng cần thực hiện. Ông nói tiếp, nhân tiện, tôi gọi cho Gaffer,
tức Sir Alex Ferguson, đầu tiên và nói rằng: "Em đã được đề nghị về MU và thầy nghĩ sao?" Ông ấy nói: "Yeah, cậu sẽ ổn thôi." Sau khi được sự đồng ý của Ferguson, Solskjaer đã có một kế hoạch trong đầu và tầm nhìn của ông bắt đầu được thực hiện. Ông ấy nói: "Tôi đã luôn theo dõi Man United. Đến ngay khi ký hợp đồng, tôi đã có những ý tưởng riêng về cách đội bóng này nên chơi như thế nào, ai nên ở đây và ai nên ra đi. Một trong những nhiệm vụ đầu tiên là mời Mike Phelan tham gia huấn luyện đội bột. Tôi đã cố gắng giữ lấy Mike Phelan vì tôi biết rằng tôi cần ông ấy biết nhường nào." Solskjaer đã mang lại hy vọng sống cho cổ động viên. Sau những năm tháng sa sút kéo dài kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, có thể nói thời điểm hiện tại là lần đầu tiên Manchester United ở gần với chiếc vô địch Premier League đến thế. Và tất nhiên, công đầu phải thuộc về huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer, người đã mang đến niềm hy vọng lớn lao cho người hâm mộ. Ryan, một cổ động viên trung thành của Quỷ Đỏ, thổ lộ rằng anh dường như được sống lại khi Manchester đang đi đúng hướng dưới chủ đại của Solskjaer. Thông qua TalkSport, Ryan chia sẻ: "Tôi muốn chia sẻ một điều gì đó với bạn, nó hơi sâu sắc. Tôi đã gặp khó khăn trong một thời gian rất dài với sức khỏe tâm thần, lo lắng, trầm cảm và suy nghĩ tự tử của chính mình. Tôi đã luôn mang trong mình một nỗi muộn phiền. Nhưng Manchester United và Annie Man Club, một tổ chức thiện nguyện, đã giúp tôi xoay chuyển cuộc đời. Tôi thức dậy và biết United đang bùng nổ. Tôi nhảy dựng lên và cảm thấy ổn. Ole Gunnar Solskjaer đã cho tôi rất nhiều can đảm, thật không thể tin được. Tôi đã tin tưởng vào anh ấy ngay từ ngày đầu tiên. Tôi rất tự hào và hạnh phúc với cái cách mà mọi thứ đang diễn ra. Tôi tin rằng Ole là người mang lại thành công cho Old Trafford và anh ấy cũng đã cho tôi rất nhiều can đảm." Các cầu thủ MU sẽ không được tham dự World Cup nếu United được cho là một trong 6 câu lạc bộ Premier League trong số 15 thành viên sáng lập một giải đấu Liga 2 sẽ thay thế cho UEFA Champions League của UEFA. Liverpool, Real Madrid và AC Milan cũng tham gia vào kế hoạch Super League. Theo The Times, nó xảy ra sau khi New York Times đưa tin gia đình nhà Glazer đang quảng bá ý tưởng về một Super League. Theo một tài liệu đề xuất dài 18 trang cho giải đấu này, sẽ có 15 thành viên sáng lập và 5 câu lạc bộ khác đủ điều kiện hàng năm. Nó sẽ chia thành 10 đội. Họ sẽ chơi từ 18 đến 23 trận đấu ở châu Âu một mùa giải. Doanh thu tiềm năng cho việc tham gia có thể rất lớn và câu lạc bộ sẽ có quyền chiếu 4 trận một mùa trên nền tảng kỹ thuật số của riêng họ. Người khổng lồ phú quân Morgan Chase được cho là đang đàm phán để tài trợ cho dự án, với 15 câu lạc bộ chia sẻ khoản trợ cấp cơ sở hạ tầng ban đầu trị giá 3,1 tỷ bảng để cải thiện sự vận động và thay thế doanh thu bị mất do Covid-19 gây ra. Như với Champions League hiện tại, các trận đấu sẽ diễn ra vào giữa tuần và các câu lạc bộ vẫn tham gia các giải đấu ở quốc nội của họ. Nhưng ý tưởng về siêu giải đấu này không được FIFA ủng hộ. Một tuyên bố do FIFA cùng 6 liên đoàn trực thuộc mới đây được đưa ra có nội dung: "Trước những tin đồn đoán gần đây của giới truyền thông về việc một số câu lạc bộ châu Âu muốn thành lập một giải đấu riêng, FIFA một lần nữa xin nhắc lại và nhấn mạnh rằng một giải đấu như vậy sẽ không được FIFA hoặc liên đoàn trực thuộc công nhận. Bất kỳ câu lạc bộ hoặc cầu thủ nào tham gia vào một giải đấu như vậy sẽ không được phép tham gia bất kỳ giải đấu nào do FIFA hoặc liên đoàn trực thuộc tổ chức. Điều đó có nghĩa là các cầu thủ nếu xác định đã Super League thì sẽ từ bỏ luôn giấc mơ World Cup. Giờ chúng ta cùng chờ xem cuộc chiến giữa tiền bạc và danh vị, cái nào sẽ chiến thắng." MU chưa có Eriksen do khúc mắc về tiền lương. Người dẫn chương trình Ian Mockery của Transfer Window cho biết việc Christian Eriksen rời Italia đang ngày càng đến gần. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng trong khi anh ấy được liên kết nhiều với việc trở lại Tottenham, nhưng trên thực tế, anh ấy được đề nghị đến Manchester United. Đây sẽ là một hợp đồng cho mượn đến cuối mùa giải và không có lựa chọn nào để mua đứt cho đến thời điểm hiện tại. Nhưng thỏa thuận còn lâu mới được thực hiện, chủ yếu là vì Man United đã không chịu trả đủ một phần lương cho anh ấy, vốn là 7,08 triệu bảng mỗi năm, nghĩa là 3,54 triệu bảng cho đến cuối mùa giải. Chúng tôi hiểu rằng United đã đề nghị trả 1,33 triệu bảng và Inter trả phần còn lại. Tất nhiên, đội bóng Italia đang không hứng thú với điều này. Ole Gunnar Solskjaer khá nhạy bén với ý tưởng này. Anh ấy đang tìm kiếm một tiền vệ trung tâm sáng tạo để hỗ trợ cho United trong thử thách vô địch Premier League. Trên đây là những thông tin nổi bật liên quan đến đội bóng ngày hôm nay. Để cập nhật sớm nhất tình hình của đội bóng thân yêu, mời anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn.